Hello các bạn nha, đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay là tiếp tục quay về cái chủ đề cây bí hồ lô nha các bạn. Hôm nay là ra thăm vườn thấy nó phát triển khá tốt các bạn. Thì sẵn thì làm một cái video chia sẻ cho các bạn cùng biết luôn nha. Thì đây là cách trồng bí hồ lô của riêng mình các bạn. Thì ở đây mình trồng bí hồ lô các bạn. Mình trồng cái khoảng cách là khoảng từ 5 tấc rưỡi đến 6 tấc cho một gốc nha các bạn ha. Có nghĩa là gốc này tới cách gốc kia là 6 tấc gốc. Cái lý do mình trồng nó xa vậy các bạn là để sau này nó bò các bạn nó không có bị chằng chịt lẫn nhau các bạn. Mà khi mà nó bò chằng chịt lẫn nhau như vậy thì nó sẽ không có quang hợp tốt. Nó không có quang hợp tốt các bạn thì nó sẽ không có ra trái nhiều. Với lại khi mà mình trồng xa như vậy thì mình sẽ lấy được từ 3 đến 4 chèo nha các bạn ha. Còn bạn trồng gần quá, ví dụ như là 3 tấc 4 tấc thì mình sẽ không có lấy được 4 chèo nha các bạn. Mình chỉ lấy được có 2 chèo thôi. Thì ở đây thì mình trồng bí hồ lô thì trước khi mình trồng thì mình cũng đã bón lót cho nó các bạn. Thì cái phân mà mình bón lót đó là 20-15 các bạn với thằng canxi bo các bạn. Liều lượng là 73 nha các bạn ha. Cứ 7kg 20-15 với 3kg canxi bo mình trộn lại và mình rải hai bên mép của clip nha các bạn. Mình lưu ý như vậy nha các bạn ha. Khi mà mình rải bón lót cho cây bí hồ lô các bạn tránh xa gốc ra khoảng đâu tấc 2 nha các bạn ha. Nếu như mà các bạn mà bón vô mà nó gần gốc á, mà lỡ mà sau này mình trồng bí hồ lô mà nó đụng phân á, thì nó sẽ bị hao đồ con và nó chết nha các bạn. Đó thì mình chia sẻ cho các bạn cái cách bón lót ha. Còn nếu như là các bạn mà dạng như lười mà không bón lót các bạn thì nó khoảng đâu 10 ngày tuổi á, thì mình nên tưới cái phân DAP cho nó nha các bạn ha. DAP mà dòng giải tan á, thì bạn tưới phân cho nó thì nó cũng được nha các bạn ha. Còn ở đây mình trồng clip cách clip các bạn là 3,5 m đến 4 m cho một clip nha các bạn ha. Thì ở đây bạn các bạn thấy nè. Ở đây mình 3 mét mấy luôn các bạn. Để cho nó bò cho nó thoải mái không có chằng chịt các bạn. Các bạn mà trồng gần quá thì sau này nó bò chằng chịt nó không có quang hợp được. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình trồng bí hồ lô này các bạn thì các bạn là chịu khó các bạn là đi ấp nụ cho nó nha các bạn. Mình phải ấp nụ cho nó thì nó mới kiểu như là trái nó mới đẹp các bạn, cũng như là cái khả năng đậu quả thì nó sẽ cao hơn. Chứ mà mình để tự nhiên cho nó thì nó sẽ không có cao. Thì trồng cái này thì nó có hai hình thức để mình thu lợi nhuận. Thì một là mình trồng là mình lấy bông, có nghĩa là khoảng đâu 30 ngày là mình có thể là mình thu bông được. Còn bạn lấy trái thì các bạn cứ để cho nó trái bằng ấp nụ mà mình lấy trái nha các bạn ha. Thì đó là nó có hai dạng để mà thu hoạch cái bí hồ lô này. Thì thu hoạch cái bí hồ lô này khoảng đâu là 2 tháng hơn nha các bạn ha, là khoảng đâu từ 60 ngày đến 65 ngày thì mình thu hoạch. Còn bông của nó là nó khoảng đâu 29-30 ngày là mình có thể là mình thu hoạch bông rồi. Còn cái về cái mà phân bón thúc á thì bạn cũng có thể là sử dụng cái phần là 20-15 các bạn bón thúc cho nó. Khi mà trái nó tầm đâu khoảng đâu 2-3 lạng thì mình nên bón thúc cho nó để nó phát triển tốt nha. Và trong cái thời điểm mà cái trái mà bí hồ lô của mình các bạn mà nó được 2-3 lạng á thì mình có thể là mình bấm đọt cái lần cuối cho nó. Có nghĩa là bạn bấm hết những cái chèo phụ. Và mình sẽ không chừa một cái chèo nó hết nha các bạn, để nó tập trung nó nuôi quả, để nó phát triển tốt nha các bạn ha. Nó có cái chất lượng để mình đi lệch cái khúc bên bển mình quay cho các bạn xem. Cái khúc này người ta đang hát karaoke các bạn, thành ra nó có hơi nhạc mà sợ nó bị bản quyền. Thì bí này các bạn thì mình cũng nên xịt sâu cho nó các bạn, nó cũng khá là bị nhiều sâu đó. Thì mình hay dùng cái những cái thuốc mà dạng cớm các bạn để mình xịt phòng sâu cho nó, ví dụ như Vitaco các bạn, là nó VWG các bạn, nó hiệu VWG thì nó dạng cớm mình xịt cho nó hiệu quả hơn. Còn những cái dạng mà nhũ dầu thì mình sẽ không có xịt, ví dụ như là EC, có cái hiệu là EC các bạn. Mình những cái dòng lá nhám này mình nếu mà mình xịt những cái dòng mà thuốc mà EC mình có chia sẻ ở những video trước á thì nó rất là dễ bị cháy lá cũng như là nó bị si cây các bạn. Đây các bạn, ở đây mình có tủ rơm các bạn. Trên cái mô hình này mình có tủ rơm. Thì đợi vài bữa nữa là cái trái bí hồ lô của mình các bạn là nó đâu được 2 lạng tới 3 lạng thì mình sẽ
bắt đầu mình bấm đọt cái lần cuối cho nó thì nó sẽ là phát triển tốt các bạn. Hệ phân bón thúc như nãy mình nói là mình sẽ bón là 20-15 nha các bạn ha. Thì đây là cái dòng phân hóa học, nó cũng dễ tan. Tưới nước thì ở đây mình có cái hệ thống ống nước đó, mình tưới cho nó rất là ok, nó phát triển nữa. Với lại cái này các bạn thì trồng bí hồ lô này thì nó các bạn nên hạn chế vào cái mùa mưa. Cái mùa mưa là nó sinh trưởng nhiều hơn cái sinh thực các bạn. Có nghĩa là nó lá không nó chứ nó không có trái nhiều. Với lại cái trái bí hồ lô mình nó cũng dễ bị ngập úng nữa. Mùa nắng như thế này mình đang quay cho các bạn xem là giữa trời nắng thì nó phát triển khá tốt nha các bạn ha. Thì ở đây mình trồng cũng gần kênh đó các bạn nên cũng có nước đầy đủ nữa. Đấy các bạn xem. Thì bạn nào có câu hỏi về cái về chủ đề cây bí hồ lô thì các bạn cứ bình luận cho mình ha. Còn về giá cả của cái bí hồ lô này các bạn thì nó sẽ rơi vào khoảng đâu là từ 5.000 đến 8.000 nha các bạn ha. Loại nhất là khoảng là 8.000, còn loại nhì là khoảng 5.000 và loại 3 là 3.000 nha các bạn ha. Thì giá thì nó có thay đổi nó liên tục, mà ở đây thì mình cập nhật cái giá nó quân bình cho các bạn luôn. Thì trong cái bí hồ lô này nó cũng khá dễ các bạn. Chủ yếu là mình xịt sâu cho nó cũng như là đi phân đúng cái thời gian của nó. Quay cho các bạn xem đó, thì bạn nào thấy hay thì hãy like cũng như subscribe kênh của mình nha các bạn. Đấy các bạn, ở đây mình quay bữa nay là trời nó hơi gió. Với lại mình khan tiếng các bạn nên chủ yếu là mình quay cho các bạn xem, chia sẻ cho các bạn những cái kỹ thuật về trồng cây bí hồ lô. Đấy các bạn. Quay tổng quan cho các bạn luôn. Hôm nay là chủ yếu là quay cho các bạn xem, chia sẻ những cái kinh nghiệm này của mình. Để mình đi lên trước mình quay cho các bạn xem chút xíu nữa là mình sẽ dừng cái video này nha các bạn ha. Nói chung là mình cũng đã chia sẻ cho các bạn những cái kỹ thuật là cơ bản là hết rồi. Chủ yếu là trồng là 6 tấc gốc và liếp cách liếp á, là khoảng đâu là 3,5 m đến 4 m là ok nha nha các bạn ha. Như vậy là chuẩn rồi. Với lại bạn xiên bạn đi thụ phấn cho nó là nó sẽ phát triển tốt. Và các bạn hạn chế xịt những cái dòng thuốc có ký hiệu EC. Vậy là ok nha các bạn ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.